Trương Tử Di đáp trả hài hước tin đồn ly hôn. Mới đây, ca sĩ Hoàng An chia sẻ link bài báo đưa tin Trương Tử Di và Uông Phong ly hôn, kèm dòng chú thích: đây liệu có phải ồn ào khép lại năm 2021? Chia sẻ của Hoàng An cùng với thông tin Trương Tử Di và Uông Phong đã rút vốn khỏi công ty đầu tư chung, giờ chỉ liên quan với nhau ở một công ty khác, khiến dân mạng không khỏi hoang mang. Bàn luận rôm rả trên mạng xã hội, chứng kiến tin đồn ngày càng nghiêm trọng, nàng Đại Hoa Đán sinh năm 1979 có động thái đáp trả vào cùng ngày. Cô chỉ viết một câu ngắn gọn trên trang cá nhân: tin giả, anh Phong nên kiện ai vào sáng mai đây? Theo QQ, chỉ một câu viết đơn giản, mỹ nhân thập diện mai phục không chỉ bác bỏ tin đồn, còn thể hiện được tình cảm tốt đẹp với chồng, đồng thời cảnh cáo những người loan tin thất thiệt. Trương Tử Di kết hôn với nam ca sĩ Uông Phong vào tháng 5 năm 2015, gần 6 năm chung sống, cặp sao có với nhau hai con, một trai một gái. Ngoài ra, người đẹp ngoại hổ Tăng Long còn chịu trách nhiệm nuôi dạy Uông Mạn Hy, con riêng của chồng với người mẫu Cát Hội Tiệp. Họ từng là cặp nghệ sĩ bị ghét bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ vì đời sống tình ái ồn ào của cả hai. Uông Phong nổi tiếng là người đào hoa với hai lần cưới vợ và có hai con gái riêng, còn nữ diễn viên họ Trương luôn vướng phải tin đồn thích cặp kè đàn ông giàu có. Tuy nhiên, vượt qua những lời đàm tiếu từ cư dân mạng, cặp sao vẫn sống hạnh phúc bên nhau và trở thành một trong những gia đình được ngưỡng mộ trong mắt công chúng.